Sáng ngày 26 tháng 7, công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cho biết đang làm rõ vụ người đàn ông lái ô tô tông nhiều lần vào một ô tô khác đang dừng bên đường gây hư hỏng nặng. Trước đó, vào tối ngày 25 tháng 7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh chiếc ô tô màu đen do một người đàn ông cầm lái đã liên tục tông mạnh vào chiếc ô tô màu đỏ đậu bên đường. Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 40 phút cùng ngày trên đường Kim Đồng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. Sau khi cố tình lái xe tông nhiều lần vào ô tô màu đỏ, người đàn ông đã mở cửa xe rời đi. Tại hiện trường, cả hai xe bị hư hỏng nhiều bộ phận. Nhận tin báo, công an đã đến khám nghiệm hiện trường xử lý vụ việc. Được biết, người đàn ông lái ô tô màu đen đến nhà vợ cũ đã ly hôn từ năm 2022. Tại đây, người này thấy em trai của vợ cũ đang ở trong ô tô màu đỏ nên đã lái xe tông liên tục. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn gia đình.